要我当头上的，哎呀我，我当女王。Đại người thế. Cha tay đi ở dưới hạ giới, thang điểm 20 là cao nhất nên thần mới chúc Ngọc Hoàng như thế ạ. Ý của thần là Ngọc Hoàng number one in my heart. Được, cảm thế. Yeah, what's your name? Cháu là học sinh ở dưới hạ giới. Hôm nay lên đây để hỏi Ngọc Hoàng một số vấn đề ạ. Con cháu cứ nói. Dạ, chả là bây giờ ở dưới hạ giới, học sinh chúng cháu sắp bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, ai ai cũng lo lắng chênh vênh, không biết chọn thành nghề nào cho phù hợp. Vậy nên hôm nay cháu mới lên đây hỏi ý kiến thiên đình đấy ạ. Nam Tào, ý kiến của người ra sao? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, ý kiến của thần là thần cũng không có ý kiến gì cả, nhưng mà theo ý kiến tiếp theo của thần thì thần xin có một ý kiến. Ôi, thần nghĩ mạnh là lên. Thần nghĩ là nên hỏi các táo phụ trách điều hành các ngành. Như vậy chúng ta sẽ có ý kiến tốt nhất. Dạ, ý kiến của thần xin hết ạ. Vậy theo người ngành gì đang được lựa chọn nhiều nhất thế này? Dạ, tôi bảo Ngọc Hoàng, đấy chính ngành an ninh ạ. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng gọi em lên đây báo cáo. Nghe
xin báo cáo luôn ạ. Dạ vâng. La 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 la. Người hôm nay lên đây không phải chỉ báo cáo đâu, mà còn hướng dẫn cho học sinh cho nên là. Dạ. Hôm qua bạn Tuế, Triệu Tuế, Tì Tì Tuế à. Nhà ngươi chúng ta nhiều người thế, chắc hôm trước cũng kiếm được nhiều lắm nhỉ. Rồi ôi, Ngọc Hoàng quá khen, em là em thì đủ đi casino à, đi từ thiện à. Ôi, chị y tế chắc cũng kiếm được nhiều nhỉ. Chắc công việc cũng vất vả có phết. Rồi ôi, Tào ơi, chị được cái hiểu chi. Vâng, em mà, hèn chi mà bây giờ học sinh cứ thích thi cơ. Dạ, đúng rồi ạ. Thế cô y tế ơi, sao cháu hỏi là vào ngày y cần những điều kiện gì ạ? À, cháu học sinh này, cháu hỏi điều kiện ngành y tế cái gì? Rồi ôi, quá đơn giản. Cháu chỉ cần thi vượt điểm sàn, thi trượt, thi lại trượt. Y tế, nhà ngươi định thi đến bao giờ hả? Dạ, đến khi nào hết trượt thì thôi ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cái ngành y tế của chị ý thì điểm thi vào cũng không phải là thấp đâu ạ. Dạ, điểm cao chót vót rồi đấy Ngọc Hoàng ạ. À. Muôn tâu Ngọc Hoàng, cái ngành của em nó là cái ngành trị bệnh cứu người, lương nghi như tử mẫu, thương dân như con và coi con như dân. Thần mà tuyển người tốt vào thì chết. Thì thật biết làm sao ạ? Cái này thì tao đồng ý với táo y tế. Đừng chị mở, đừng mở. Mẹ ghét. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, thần theo như bên an ninh của tôi ấy, bên y tế của chị có phải là lương nghi như từ mẫu đâu. Cái vụ tiêm nước cắt cho trẻ sơ sinh đấy, những vụ làm ăn tắc trách như thế đã thông được chưa? Ăn được chưa? Này. Cái chú an ninh ấy, chú không phải kích đều chị nhé. Cái ngành của chú thì có hay ho gì? Bảo vệ an toàn cho người dân. Bảo vệ an toàn cho người dân gì mà không bảo vệ an toàn cho nhân dân. Không, thì đã thông được đâu. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi, trên đời người ta nói mà. Đã có cái bọn sĩ rồi, đây còn bác của bọn sĩ nữa. Rồi ôi, ổn hơn cái bọn sĩ quan nha. Chưa làm quan mà đã sĩ rồi. Hay là để hướng nghiệp đấy hả? Dạ, hướng nghiệp ạ. À. Ngọc Hoàng ơi! Ấu! Im mì! Đang quay mà! Đang quay mà có lại... Ngọc Hoàng, thần là thời trưởng ống nước hôm nay... Thần kêu anh điên đi! Hôm nay lên xử cho triều đình là ta, nghe mọi người nói chuyện nên thần xin có ý kiến ạ. Dạ trước đây thần cũng được bố mẹ hướng cho cả bao nhiêu là trường, nhưng khi một khác trượt luôn đại học, nên có vậy một chân ngày nào cũng được đâu ạ. Đấy, chú mày nói có lý ấy. Đương nhiên. Thế công nhân nhá. Này, thế thì làm công nhân nhá. Lương thì thấp, việc thì vất vả. Khá lắm. Này, các anh các chị nói thế mà nghe được à? Người ta sinh ra có phải ai cũng giỏi giang và tài năng như tôi đâu. Người ta không thi được vào trường các anh các chị, người ta có tội à? Hả? Ơ kia là cái khăn hàng xóm kìa. À, cháu thấy ngay nào cũng phù hợp cả. Sao mọi người phải cãi nhau thế? Khổ quá. Vợ cháu đã chọn được ngày nào phù hợp với bản thân mình chưa? Trời ơi. Ra đây chú bảo này. Vào ngày của chú đi. Ôi dồi ôi, không phải học hành gì nhiều, lại
được góp phần làm nên biết bao ngôi nhà. Này, nhìn ra đây đi cô. Vào ngày của cô ấy, đấy, tiền vào như nước, dưới ánh sáng mặt trời, không nghề nào cao quý này. Này, bác sĩ thế nhá, chị lại chú dỗ hay gì đấy hả? Ngày của tôi nhá. Ngày của tôi mới đúng. Chắc phải lọc hỏng với tôi là một trò gì đấy ạ? Ngày của tôi mệt thật chứ. Tôi! Ngày của tôi! Tôi! Của tôi! Các người lên đây để hướng nghiệp hay để cãi nhau đó hả? Dạ, hướng nghiệp ạ. Tính xấu thì cũng khô à, không biết nghe này hả? Dạ tao, thấy gì đâu? Dạ. Cái gì đây á? Rút từ dậy. Như đầu này là ngay sang lưng mình. Trời ơi, đúng rồi. Kia là cái quạt đúng không? Các thầy nghe đây, hướng nghiệp như thế nào cho đúng luôn là một vấn đề nhức nhối. Đầu ra mỗi thế hệ học sinh, các bạn định rằng không có một ngành nghề nào là tốt nhất, mỗi ngành nghề đều có ưu điểm, nhược điểm riêng. Tương lai của chúng ta sau này, chúng ta có thể làm được những ngành nghề gì đều là nhờ vào sự cố gắng và sự nỗ lực của các em học sinh trong quá trình học tập. Quan trọng hơn, đó chính là sự lựa chọn nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe, với nghề tài năng của mình. Đó mới chính là điều quan trọng nhất. Nam Tào, bắt đầu. Hãy cùng các táo phối hợp với nhau để giúp các học sinh lựa chọn cái nghề phù hợp với bản thân mình và hoàn thành tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tới. Các Khánh đã rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ. Còn về cháu học sinh, cháu hãy về nói với các bạn với hạ giới của cháu. Làm việc cháu lựa chọn ngành nghề nào mà không là rất quan trọng. Và quan trọng hơn nhất là cháu phải lựa chọn được ngành nghề đúng phù hợp với hy vọng của bố mẹ mình. Cháu đã nhớ chưa? Rồi, như thế là rất tốt. Thôi, ta tên bố, bạn Triều.